nha. Chào một ngày mới nha. Bữa nay thì tiếp tục đi xem mở cống nha các bạn. Vẫn như thường lệ thì những anh em ghe tàu thì thu xếp cho mình một cái vị trí để mà một lát sau bắt đầu cuộc hành trình vượt cống nha. Dạo này mực nước bên trong và bên ngoài nó cũng khá là ổn định đấy các bạn. Hình như là mình thấy nó không chảy luôn á. Cho nên những anh em xà lan ghe tàu thì có thể qua rất là nhẹ nhàng đấy. Anh này anh đang quay đầu nha. Bên này mở cống rất là sớm các bạn, tầm 7 giờ nha. Máy này đang quay đầu các bạn. Như là 3 chiếc cục dây lên mà quay luôn nè. Đây bây giờ thì bắt đầu vượt cống nha các bạn. Ở đây anh vượt một mình luôn rồi nè. Trời ơi, đây quay đầu dính cái mũi vô luôn chàng. Bắt đầu vô nghe các bạn. Bây giờ thì xà lan đi vô đây. Xà lan cũng đang chạy tăng tốc lên các bạn. Dạo này thì qua cống rất là ít những phương tiện nhỏ nha. Tin vui cho mấy anh em đi nghề sông nước thì tập cơ điện đang chuẩn bị mở nha các bạn. Đây anh giao lại nó lên đây. Tốc độ đây. Wow. Anh này anh chở dầu quá bạn. Thường đi bỏ cho mấy cây xăng nha. Thank you.
lên cabin ghe. Ở ngoài kia có mấy chiếc đang tranh thủ vô phích có đen hết trơn rồi trời. Ủa anh vô là anh chạy dữ vậy. Xà lan đang vô nghe các bạn. Ngoài này nè, mấy anh này đang chạy tốc độ vô luôn nè. Tàu biển nữa. Em ra khỏi đây chờ ghe cừ nha các bạn. Biển đang từ từ đi vô các bạn. Đang dòng vô nha. Bên đây có anh xà lan nữa đây. Sao anh cả đảo rồi, đảo thấy ớn quá vậy. Đang kéo vô các bạn, lái
lái nó hơi mỗi nó hơi bê bê rồi lắp vô liền nha. Mình thấy anh xe cút anh đang từ từ di chuyển lên đây các bạn. Wow, đang từ từ vô lên nha. Anh xe cút anh đang từ từ đi về hướng trên này các bạn. Đang đi sau lưng anh xà lan này nha. Bên đây thì mình thấy anh ghe cừ các bạn. Bữa nay nước không có chảy các bạn, cho nên những anh em ghe tàu thì có thể qua rất là dễ dàng nha. Rất là nhẹ máy luôn. Nên xe cứu này cũng vậy. Quá khỏe luôn. Kia thì có anh xà lan thẩm nữa. Trời ơi, này da mình có đen nè. Ở phía trên bị ứ lại các bạn, cho nên những anh em này qua thì
rất là chậm nha. Giờ đứng quan sát tiếp từng thành công. Có đèn rồi, ôi ôi. Trên này thì anh Sà Lan Khẩm đang từ từ đi xuống nè. Anh Khẩm anh phải có đèn luôn kìa. Rồi anh ta không là quyết định làm vô luôn nha. Nãy giờ cái anh Khẩm Khẩm chưa vô được. Chán rồi vậy á. Là anh chen lên nè. Trời ơi. Khá là đuối cho các anh nghe tàu Khẩm luôn. Cái bô thâm hậu đi trời. Anh này anh đang lên nhưng mà cái anh kia anh đi ngang thì anh buộc anh phải ve lại các bạn, trong khi là chiếc xe lan của anh rất là cẩm nha. Thì công này anh chạy cũng rất là hèn đấy. Tài công anh canh cái là chuẩn kìa.
anh đang vô đây. Bên bên kia anh lên nó kìa, gọi gọi rồi. Ba chiếc luôn. Anh bên ngoài anh đang ve lại các bạn. Bây giờ anh xà lan nó sẽ đi vô cái len nha. Wow, quà này anh căng ngang luôn rồi chàng. Anh đang sao thì anh đang nhiều nghe các bạn. Nếu mà trong lúc này thì anh kia nó lên một cái mệt mỏi lắm.